Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, sắp tới ngày 8 tháng 3 rồi, tôi có một series 15 video nói về khi phụ nữ đến tòa. Các bạn biết không, phụ nữ chiếm quá 3% trong cái tỷ lệ dân số. Tuy nhiên rằng phụ nữ làm được gì, phụ nữ có những cái khó khăn gì, phụ nữ có cái lợi thế gì khi đến tòa. Các bạn hãy cùng với tôi xem coi khi người phụ nữ làm luật sư, khi mẹ chồng kiện nàng dâu, khi mà cơm không lành canh không ngọt người phụ nữ trong phiên tòa ly hôn, rồi người phụ nữ ở buổi hòa giải tình nhân và vợ vi bằng, đó là những cái chủ đề mà luật sư Thu Đoàn cũng muốn gửi đến quý vị và các bạn nhân cái dịp 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. Mở đầu cái video thứ nhất này thì tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một video có tên là Vợ, tình nhân và vi bằng. Hay không quý vị và các bạn? Ngày hôm qua tôi mới tiếp một cái vụ việc kiện vợ, tình nhân và vi bằng. Câu chuyện nó như thế này thôi. Về câu chuyện thì do đây là một cái sự trải nghiệm của luật sư trong cái quá trình đi tòa, cho nên tôi cũng không có đề cập về những cái vấn đề gọi là kiến thức pháp luật các bạn nhé. Thật ra cũng thú thật với quý vị và các bạn, tôi đang bị rắc rối trong cái việc mà những cái khách hàng mà họ gọi vào ngoài giờ hành chính, cho nên tôi cứ quyết định, nếu quý vị và các bạn chọn, và tôi cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm chọn cái khung giờ, nếu quý vị và các bạn cứ gọi vào cái khung giờ nhiều quá thì luật sư sẽ không có sức khỏe, và tôi cần sự nhẫn nại của khách hàng bằng cách là tôi đưa ra những chủ đề khi phụ nữ đến tòa. Trở lại cái câu chuyện của mình các bạn nhé, vợ, tình nhân và vi bằng. Chị vợ đến văn phòng tôi, chị bảo với tôi rằng là tôi là bị kiện, tôi là bị đơn trong một vụ kiện dân sự. Hồi xưa đó tôi biết là ông chồng của tôi khi còn sống á, thì ông cặp với cái cô A này, mà ông cặp với cô A vì tại thời điểm đó ông có chức vụ quyền hạn, cho nên tôi không có quậy. Ông nói rằng là toàn bộ cái tài sản này thì ông để lại cho mẹ con tôi, và tin lời thì tôi cũng không có quậy. Tôi rất hỏi rất là nhiều lý do tại sao mà chị không ghen hả? Thì chị trả lời thì phụ nữ ai không ghen, nhưng mà biết một cái cách chừng mực giữa cái việc mình làm và biết chừng mực giữa những cái gì mình đang đứng. Ông chồng chị tại thời điểm khi ông còn sống thì ông là một công chức nhà nước, thì ông có viết một cái tờ giấy, ở trong đó nội dung là toàn bộ ủy quyền cho vợ và các con, ông ra đi với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên là khi mà chị vợ yêu cầu là xác định, yêu cầu là ra chuyển tên thì ông lại không đồng ý. Ông bảo giống như là tôi thừa nhận cái hành vi mà hôn nhân không hợp pháp của tôi, như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín, danh dự, nhân phẩm. Và sự việc cái gì đến vẫn đến các bạn ạ. Anh chồng anh mất, và anh cũng chưa kịp trăn trối trăn gì cả, thì sau khi hoàn tất cái nghĩa vụ của người vợ thì bây giờ một vài tháng sau thì chị bị cái tráp ở tòa. Trong táp tòa thì cô A, cái cô tình nhân, cô bồ nhí của anh chồng kiện tòa, yêu cầu buộc bà vợ, vợ lớn, mình nói theo cái kiểu thuật ngữ bình thường á, vợ lớn và các con phải có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện hợp đồng trong một cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mà lấy lý do là chuyển nhượng, là không có chuyển nhượng bằng tại vì tại thời điểm đó bà vợ phải giữ giấy tờ mà, cho nên chuyển nhượng bằng vi bằng. Trong đó văn phòng thừa phát lại có ghi nhận một cái số tiền. Tôi nghĩ rằng đối với vùng quê thì số tiền đó cũng tương đối lớn. Thắng
hay thua trong cái vụ kiện này, tôi khoan đề cập. Hôm nay tôi chỉ kể đến cho quý vị và các bạn những cái câu chuyện nhân văn như vậy. Nếu người vợ này bỏ lửng không đi tòa thì rõ ràng cái di sản thừa kế của người chồng chắc chắn là sẽ chia trả cho người vợ, trả cho người tình nhân số tiền. Nếu người vợ chứng minh được rằng không có việc giao nhận tiền giữa ông chồng của tôi với cô này là cô bồ nhí nè, thực sự không có tiền nong gì đâu, tuy nhiên lập vi bằng, và chắc chắn trong vụ kiện dân sự này phải mời cái anh thừa phát lại đến. Tôi thì tôi cũng chưa nhận vụ kiện đâu, vì tôi cho rằng là hãy đợi chị vợ suy nghĩ. Tuy nhiên thì cái cô tình nhân này cổ cũng không dạy gì đến tòa, mà cổ lại đại diện ủy quyền cho luật sư đến tòa. Các bạn thấy không? Một cái cuộc chiến pháp lý. Vậy thì thông qua video này tôi muốn nói với các bạn điều gì? Các anh chị là những người vợ hợp pháp. Các chị, xin lỗi quý vị, là những người vợ hợp pháp. Các anh chị phải hiểu được tính pháp lý. Để có những cái sự kiện pháp lý sinh lão bệnh tử xảy ra thì mình sẽ tự mình bảo vệ quyền lợi cho mình. Trước đây thì tôi cũng có một cái vụ kiện nó như thế đó. Khi mà anh chồng đi với tình nhân thì anh lập một cái di chúc cho tình nhân. Đau không quý vị và các bạn? Và sau khi mà chôn cất xong thì cái chị tình nhân này, chị lại đến và chị yêu cầu là toàn bộ tài sản. Một cái sự tột cùng của người vợ trong cái được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên cũng rất may mắn là mặc dù trong di chúc định đoạt tài sản cho một người nào đó, tuy nhiên vợ chồng thì vẫn được 2/3 suất thừa kế. Thưa quý vị và các bạn, một cái mặt cảm xúc của người vợ ngày hôm qua tôi vẫn còn thấy rõ trên gương mặt của chị. Chị bảo rằng là tôi cũng không biết tôi mang cái nghiệp gì, mà tại sao khi anh chết thì tình nhân lại kiện đến tòa. Cái sự hy sinh sau khi anh đi, sự hy sinh sau khi anh có bồ nhí, tôi một mình phải gồng gạch nuôi con. Tất cả những cái chi phí trong gia đình, tôi nói thiệt với luật sư, có lúc những tôi cũng muốn chết đi cho rồi. Tôi cũng không có muốn sống để làm gì. Gánh nặng đôi vai của tôi nhiều quá. Thôi thì luật sư cứ giúp tôi. Tôi bảo với chị rằng chị hãy về thắp nhang trước cái hư hồn của ảnh. Anh muốn như thế nào? Và nếu như trong trường hợp chị tin tưởng tôi thì tôi sẽ giúp chị. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của người phụ nữ đến tòa là như vậy đó. Tôi sẽ còn tiếp tục qua câu chuyện thứ hai, mẹ chồng, nàng dâu và phiên tòa. Các bạn nhớ đón xem nha. Mẹ chồng, nàng dâu và phiên tòa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi chỉ muốn kể chuyện thôi. Vì trong tôi có một cái sự không bình an về những cái hồ sơ và những cái ý kiến pháp lý. Thôi thì cũng không muốn gián đoạn câu chuyện của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì hãy để lại dưới đường link. Hy vọng rằng tôi đủ thời gian để nghiền ngẫm sau khi tôi vượt qua cái sốc trong cái việc tư vấn, thì tôi sẽ tiếp tục đến với quý vị và các bạn câu chuyện pháp luật, câu chuyện của dân ta phải biết luật ta. Bây giờ chỉ mang thuần một cái câu chuyện pháp lý là khi phụ nữ đến tòa các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi là luật sư Đoàn Thị Viên Thanh Thu.